Đâu các bà cứ làm đi nào. Đâu? Cái cột nó cái lung lay, cái cột nó lung lay bây giờ đừng đập vào cột. Đấy các bà đẩy xe rùa đi. Toàn cái chuyên gia. Tránh ra cho bà rồi chạy ở hiên nào. Sáu giờ tối rồi nhưng mà vẫn khỏe như một giờ thôi. Đủ một chuyến luôn. Còn hết rồi, thôi không hết đâu. Không hết được đâu. Ta sang bên cầu bên kia thôi. Rồi rồi, mình đây.